BMW 520 quý anh chị, quý khách hàng ạ. Đây là chiếc 520 sản xuất vào cuối năm 2015 và là model của năm 2016. Đấy, ở cái model 16 thì là nó sẽ có cửa hít cốp điện và đá cốp rồi nhá quý anh chị, quý khách hàng. Chiếc này màu đen, nội thất kem, lăn bánh hơn 6 vạn cây số. Hiện tại thì đang bán và giao dịch đến quý anh chị, quý khách hàng với mức giá là 735 triệu đồng quý anh chị, quý khách hàng ạ. Đó, 2015 này được trang bị đèn bi này, có vòng led định vị này. Đó, có rửa pha, cảm biến quanh xe, la răng đa chấu nha quý anh chị, quý nhà hàng nha. Mang cá mạ chrome này, rất cá tính này. Đó, xi nhan gương này, key let go này. Đấy, mọi người thấy không? Key let go chạm để mở và chạm để đóng cánh cửa nhá. Đây, cửa hít này. Đấy, tuyệt vời chưa quý anh chị, quý nhà hàng. Đó. BMW form dáng có cái gì đấy vẫn là cứng cáp, thể thao, cá tính. Đây này, ở chiếc 2015 ấy thì thường sẽ không có đá cốp và cốp điện, nhưng mà trên chiếc xe này model 16 nhá, đá cốp, cốp chỉnh điện nhá, và khoang để đồ lên đến gần 500 lít, vô tư để đồ thoải mái luôn nha quý anh chị, quý nhà hàng nhá. Bác nào mà đam mê đánh cốp nhá thì chiếc này vẫn để được đến hai bộ cốp thoải mái luôn. Đó, chiếc này thì cam kết với lại quý anh chị, quý nhà hàng, các bác luôn là keo chỉ khung sườn, máy số là nguyên zin, không đâm va, không ngập nước. Đó, bảo hành cho quý anh chị, quý nhà hàng luôn. Tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Đấy, nghe những cái thông tin đấy là mọi người đã thấy yêu chưa ạ? Đây, không để mọi người chờ lâu nữa, mời mọi người vào tham quan ngay về không gian nội thất ạ. Đấy, nội thất đẹp đúng không ạ? Nội thất nguyên zin nha quý anh chị, quý nhà hàng nhá. Cách nguyên zin hết nhá. Đẹp lắm ạ. Đó. Có cửa gió điều hòa ra hàng sau. Đó, ghế da rất đẹp luôn ạ. Bệ tì tay thì có thể nâng lên hạ xuống được. Đó, rất tuyệt vời, có khu vực để cốc nữa. Tuyệt vời đúng không quý anh chị, quý anh hàng? Cái màu kem này thì nó rất là sáng và thoáng xe nha. Đây, cửa hít này, rèm che chắn nắng này. Đây, lên phía trước nha. Đấy, điều chỉnh gương kính, điều chỉnh rèm, ghế chỉnh điện, nhớ ghế hai vị trí. Quá đẹp, trước này một con chiếc là quá được giữ gìn luôn. Tên cá nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Đó, đèn và gạt mưa là auto. Phanh tay điện tử có auto hold hỗ trợ dừng đỗ. Cam lùi đầy đủ luôn. Vô lăng thì tích hợp phím. Có cruise control, ga tự động. Điều khiển giọng nói, kết nối điện thoại, tăng giảm âm lượng. Đó. Rất nhiều luôn ạ. À, bên ngoài bên trong là yêu rồi đúng không ạ? Bây giờ thì mọi người yêu cái động cơ này này. Chiếc này sử dụng khối động cơ 2.0 lít V-twin turbo. Đấy. Mã máy động cơ là máy N20. Cái máy N20 thì này nó rất là nành, rất là nành và tiết kiệm nhá. Đấy, rất là nành và tiết kiệm ạ. Đó. Máy số khung sườn là nguyên zin, không đâm va, không ngập nước quý anh chị, quý nhà ạ. Đó. Và giá hiện tại đang bán và giao dịch đến quý anh chị, quý nhà là 735 triệu đồng. 735 triệu đồng nha quý anh chị, quý nhà. Rất là hợp lý để quý anh chị, quý nhà tiếp cận được BMW Series 5 rồi. Đó. Chi tiết hơn nữa về chiếc xe này thì quý anh chị, quý nhà hàng nhấc máy liên hệ trực tiếp cho cửa hàng em theo số 0912669955 gặp anh Tuấn, hoặc qua trực tiếp địa chỉ 79 Trần Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội gặp em Thuận để giao dịch với chiếc xe này. Xin được cảm ơn quý anh chị, quý nhà hàng đã theo dõi video ạ. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại ở những video sau ạ.